Chào anh em nhé. Tôi vừa mới uốn xong cái cây lục vừng mà. Trong cái đợt mà tôi đi đào lục vừng thì anh em nào mà theo theo video của tôi thì biết cái cây này. Những cái cây nhỏ như cổ tay ấy, tôi đào về. Đây tôi cắt về đây, về đây. Giờ nó lên được mấy cái mầm này anh em này. Tôi uốn theo nó theo cái dáng này. Mỗi ngày thì nó lại có một cây khác nhau anh em ạ. Dáng thế thì chả cái nào giống cái nào cả. Mà cành chi thì nhiều khi là cái cây khai thác trong tự nhiên anh em ạ. Nó ra mầm không đúng như cái ý của mình đâu. Đâm ra mình phải tận dụng. Tận dụng chi cành. Đúng là cái đoạn này này. Còn này mà nó ra được cái mầm mầm đây mà nó nằm ở dưới đây thì đẹp này. Uốn cây thì những anh em mới chơi thì lưu ý cái điểm này này. Cái phía mặt mình chọn mặt đây là mặt chính ấy thì mình đừng có uốn những cái cành mình che cái thân đường chạy của nó đi. Những cái cành phông là mình đưa hết sang bên 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 phía sau hết đây này, những cái cành phông này, những cái cành này là cành che thân này. Nếu mà xoay mặt đi thì những cái cành này nó che hết thân đi, nhưng mà phía cái mặt chính của mình ấy thì lên để lộ thân nha. Để một đường thân nữa này. Trong trong để hình thức nhìn nó không bị rối mắt ấy thì anh em uốn cành thì lên đưa nó về một chiều. Chạy phía nào thì chạy chiều đấy luôn. Chứ đừng có chạy lằng ngoằng nó rối lắm. Nhìn nó rối cây. Đấy, đi khai thác về thì sau 2-3 tháng thì được một cây thế này. Tôi thì toàn cây khai thác ấy, chả có cây nào mà tôi mua hoặc là tôi trồng từ hạt đâu. Video chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.